Dạ, xin chào mọi người. Hôm nay dụng cụ y tế Quỳnh Gia sẽ được giới thiệu tới mọi người mẫu áo phẫu thuật tiệt trùng đến từ thương hiệu Bảo Hạch, thì được đóng gói trong từng bao bì là sẽ là một áo đóng gói tiệt trùng. Thì áo này có thể mặc với chiều cao tối đa là 1m82, được làm từ vải thông dệt với dây hung đai buộc sau lưng, cổ tay có viền thun mỏng và gọn nên người dùng không bị quá nóng, bền mềm mại, không gây kích ứng da, khả năng không thấm nước cao, thích hợp sử dụng một lần. Thì áo phẫu thuật tiệt trùng dùng một lần thì được sử dụng cho các bác sĩ, y tá, y sĩ sử dụng rộng rãi tại các bệnh viện, phòng mổ, phòng hồi sức, phòng khám, nhà dưỡng lão, hoặc được sử dụng trong các phòng thí nghiệm, công ty chế biến thực phẩm, sản xuất tinh kiện điện tử. Dạ, xin cảm ơn mọi người đã xem.